Ok, chào anh em nha. Cảm ơn anh em đến với kênh của Leo World Robot. Ấy, ngày hôm nay mình sẽ tham gia gameplay để tóm lại, nói chung là video ngày hôm nay chỉ có gameplay và gameplay thôi anh em ạ. Ấy, mình sẽ cho anh em thấy cái khả năng chiến đấu thực chiến của cái xưởng robot mà mình đã lắp ráp ngày hôm bữa, đó chính là Mender nè, Typhon, Fenrir, Nidor và Lin. Trên thực tế thì một trận thì mình không không sử dụng hết được những con bot đâu, nói chung là cũng có thể là sử dụng hết nếu như mà team bên kia gặp những thanh niên lấy tiền đè người chẳng hạn ấy, thì xuất hết bot nhiều khi vẫn thua này mà. Nhưng mà không sao, đôi khi cái xưởng của mình hiện tại bây giờ vẫn có thể chơi rất là ổn ở cái bậc rank này. Hiện tại mình đã rank bậc thầy gần full rồi anh em, mà chuẩn bị lên rank vô địch, nhưng mà không biết chừng nào mới lên được ấy. Ok, thì anh em hãy cùng theo dõi mình trong trận đấu ngày hôm nay nha. Mình sẽ cố gắng chiến đấu hết mình, chiến đấu tốt nhất có thể. Đấy. Úi xời, 1, 2, 3, 4, 4, 4 thằng đứng trong cái hốc này đấy. Mát à, một con mát. Một con mát, một con Happy. Một con Scorpion. Nhìn là biết rồi, biết ngay mà. Ui trời ơi, ui 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 ui. Né 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 này mà, né 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 né. Ui trời ơi, đông thế kìa. Một con Mender đứng trọng nữa hay sao, máu của tụi nó hồi hồi. Ôi thôi rồi, thôi rồi. Ây, ây da. Được thôi. Ôi ôi, bốn thằng. Được rồi, tụi mày đừng có để tao vô được cái chỗ đó nha. Đấy. Tránh ra hết, dạt ra hết để cho anh. Đấy, hơi nóng tụi mày rồi nha. Anh hơi bị nóng nảy rồi. Đấy. Nó núp trọng đi. Ừ, cái việc núp không sao cả. Từ từ. Tụi nó vẫn chưa ý thức được mối hiểm họa đang di chuyển tới này mà. Đấy, từ từ anh em cứ bình tĩnh, đừng có lo bắn thằng đó. Nè nè nè, đấy, bốn thằng trong này cái gì đúng không? Nè rồi, bây giờ tao cho tụi mày thời gian để chạy á, chạy đi trước khi quá muộn. Đấy 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 đấy, mình tấn công vô đây một hồi, mình câu ít nhất thì mình cũng sẽ câu giờ được cho team nó tấn công vào đây mà. Đấy, bây giờ thì tụi mày chạy tán lạng liền. Một thằng mát, hai thằng mát nè, thằng thứ hai nè đó. Bây giờ con mát này nó cũng xung phong vô đây luôn rồi này mà. Đấy, mình tăng cho. Đấy, để tao tặng cho. Ui rồi, rồi xong. Nó chạy ra mé ngoài là kiểu nào nó cũng đứt thôi. Đấy, dựa vào sức mạnh của cái đám này thì mình nghĩ là không có con nào hạ được mình đâu. Đấy. Được, ui nhiều mát thế à. Được, ngon đấy. Ui rồi, chọt cái nửa cây này mà. Dễ sợ. Tao chấp mày hồi máu luôn á. Mày hồi đi. Ừ, cái gì hồi nha. Mày hồi, mày nhắm mày hồi được bao lâu. Ui rồi ơi. Đạn đuổi bây giờ nó gần nạp đạn rồi là nó không có bắn mình nổi nữa đâu này mà. Ui giời, chạy đi. Ừ, chạy à. Ui nhiều thằng bắn thế à. Ừ rồi sao nữa. Ừ, bay đi. Sao thằng nào lại đây, sao anh vẫn còn sống dài lắm, các chú cứ bình tĩnh đó. Sao, ui trời ơi, chơi vậy luôn á. À, nó tưởng mình gần chết, nó lại gần đây anh em à. Mày lại gần nè, mày lại gần nè. Tiếp thằng kia chạy cũng không kịp rồi, xong luôn đấy. Nó tưởng mình gần chết, nó lại nó bắn mình em mà. Đấy rồi xong, làm sao nữa hả, mày chết luôn nè. Ui vẫn còn bay kịp à. Ai da, thôi rồi, gãy rồi em ạ, gãy rồi, không sao, được 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 được. Ừ. Mù rô mét rồi con. Được mù rồi, ok bạn. Tao có mắt nè bạn ơi, chết nè. Mày càng tới nhà tao cũng ghê lắm rồi. Đấy đấy, được. Vậy đây là tử chiến cho nên là mình cũng không gọi Titan ra sớm nha anh em. Cứ từ từ anh em cứ bình tĩnh, mình để dành gọi boss ra mình chơi chơi tụi nó từ từ. Nếu như mà ít ít nhất thì nếu như chết con Typhon này mình sẽ gọi con Inra ra nha. Đấy. Úi rồi. Đấy, tao mới vừa vô đó tao dẹp loạn một cái thôi là tụi mày lại chui vào trong đó nữa rồi hả? Được thôi. Hello. Hello. Úi giời, con Siren nó còn sống à. Úi giời. Sống dài đấy, được. Đánh giá cao đấy, được, mày cứ chờ đó một hồi rồi. Qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây, qua đây. Úi giời, không trốn được. Ai da, để nó bay lên được rồi, nó cầm giang ly đây mà, nó xuyên khiên. Ủa không phải, nó không phải. Ừ đúng rồi, chắc là nó cầm xuyên khiên rồi. Được thôi, mày thích chơi gì vậy đúng không? Được thôi, bạch tuộc tới đây. Mình nghĩ là mình sẽ xử con Muromet đứng trên đó trước này, mà nó cầm ném chuối nó bắn rất là đau nha. Đấy, nhất là cái lối chơi đó rất là mất dạy, đứng xa ném chuối đây, rồi nếu có ai tiếp cận nó thì nó bay lên. Úi trời ơi,
Đây 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 đây, để tao tao cho mày biết thế nào là chết đấy. Xong thằng Siren nó đã được dọn đường xong. Tiếp mày nè, con Bender nó để từ từ này, mặt mình giả nó trong một nốt nhạc thôi đấy. Còn bây giờ núp đi. Rồi thôi được, thôi được, nếu cứ thích thì núp. Rồi chắc là mình bỏ con Miner này thôi, mình qua bên mình xử con Monomet này trước đấy. Anh em thấy không, mất dạy chưa đấy. Nhưng mà mình là một khi mình lại gần được nó rồi là nó không có đường nào nó bắn mình anh em ạ. Bây giờ mày chỉ đòi chạy thôi, bay đi. Bay nói rồi bay sao. Ui tìm tìm thua quá trời. Cái gì cái gì, mày thích chơi à? Ui con Luchador này không biết chơi đâu em ạ, nó bật kill quá sớm, bật skill quá sớm đấy. Đáng lẽ là khi mà sử dụng Luchador thì anh em khi mà anh em bắn hết đạn thì anh em mới nên bật skill nha. Đằng này nó vừa bật skill nó vừa bắn luôn em ạ, khi nó hết kill nó cũng hết đạn luôn, là cái pha đó là nó gãy chắc rồi, nó gãy chắc luôn, nhất là khi đứng trước con Indra của mình. Đấy đó là phải như vậy. Đó, bây giờ thì mày chạy nè mày. Lại thêm một con mát nữa à, ấy rớt xuống thằng nào xử thằng đó ấy, chưa kịp bắn nữa mà, chưa kịp bắn nóng súng nữa mà, đúng không? Rồi mày sao, rồi mày sao hả? Mày chơi trò bo bùng binh với tao à? Rồi xong dính liên kết, lần này là mày khỏi chạy, mày khỏi chạy con à, mày bo kịp tao không? Nè 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 đấy. Rồi ngon luôn, hồi một cái kiểu đấy lắm sao, còn nào nữa? Một con mát nữa à, úi rồi ôi dạo này nhiều mát thế à, bắn rất là đã tay nha. Mày nè con, mày lắm. Cái gì cái gì, úi rồi ôi. Behemoth Prisma này mà, nhưng mà cái cỡ này thì nó không bắn mình nổi nữa rồi. Cái gì à, thôi bỏ đi, nó Ravana khó giết lắm, giết thằng này trước, thằng này nó không có khả năng phòng thủ đấy. Đấy úi sồi còn bật tàu mẹ nữa, bật tàu mẹ lên Indra. Đấy rồi sao, bắn tao đi, bắn đi nè, nãy giờ bắn tao nhiệt tình lắm mà, nãy mày bắn commander của tao nhiệt tình lắm mà hả, tao còn nhớ rõ mặt mày lắm đấy. Sao bây giờ sao đó, bây giờ đứng ở bên nhà đó luôn, là thằng nào rớt xuống xử thằng đó nè. Đâu sao sao trận này không có rút vậy hả, hả không có rút mà mới vô bắt con Mender của tao nhiệt tình quá ha, bắn chết Mender tao luôn mà. Úi trời ơi, 4 5 thằng bu luôn mà, đâu rồi đâu rồi, sao bây giờ yếu ớt thế, sao bây giờ chống cự yếu ớt vậy hả, hả bây giờ chống cự đặt nào làm sao hả, bây giờ ai chống cự? Đây 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 đây, Nidơ chào bạn hiền. Cái gì úi trời ơi, in ra đèn pin. Úi trời ơi, bắn ai, mày bắn ai với cái đèn pin đấy? Rồi tạm biệt mày luôn, mày cầm đèn pin thì tạm biệt mày luôn nhá. Ấy ui chống cự yếu ớt thế nha, đèn pin bắn không thấm đâu, tạm biệt đi. Nói lời tạm biệt đi thì mày luôn á. Chạy đâu, chạy đi đâu. Đấy sao còn ai nữa không, hình như vẫn còn 2 thằng nó núp trong nhà đấy phải, mình lại đó mình xử nó luôn rồi. Sao con xe đáp, một con xe đáp, một con Mender thôi được đấy. Rồi liên kết với mày đã, xử con Mender này trước, nó là mối hiểm họa, mặc dù bây giờ nó cũng không làm gì đâu đấy. Tem thua mạng gọi con ra xuống một cái là gỡ ngay, đùa cái gì, cái gì? Vậy thôi không cứu bồi thôi chết đấy. Rồi bây giờ nó mắc kẹt trong cái hầm nó rồi, đâu ra được hả mày ngon, mày ngon mày ló cái mặt mày ra. Rồi, xong 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 xong, ló mặt ra đây là xong rồi, xong rồi sao, còn ai nữa không, còn một thằng à. Ê đây tao tới luôn, úi giời một con xe đáp nữa à, biết bao nhiêu con chết rồi giờ vẫn còn gọi hả. Rồi dính liên kết, con Imugi. Rồi, thằng này chết chắc, xong tiếp. Ê, hello, chắc là mày sẽ gia nhập hàng ngũ Imugi bị giết trên trời đấy, nhóc con à. Sao sao chạy đi, phải chạy. Ui sợi còn bắn nữa, 1,2 triệu máu rồi, bắn tới chiều luôn con trai à. Sao anh cho em bắn này, ui sợi còn bay nữa, đứng lại đứng lại. Ui vẫn còn phi ship à. Được thôi vậy để thằng này thế mạng như mày á. Mày bắn bằng cái Ramula đó, biết chừng nào bắn chết tao ấy lắm. Sao đâu rồi, ủa bay xa thế à,
Rồi nó chắc tới cổng di chuyển rồi. Thôi không sao, được rồi, qua bên đây luôn. Sau này sửa này ra. Ui, win rồi anh em. Ui trời ơi, game đầu. Ấy, đừng có chọc anh nha. Anh là anh gọi Mender đầu tiên là anh hiền dữ lắm rồi. Đó, đây ra coi top ra. Chỉ úi rồi 1 triệu bạc anh em ạ. Úi top 1 17 skill. Úi trời ơi, team bên kia chắc nó tố cáo mình đấy. Đấy, rồi không sao. Tiếp tục trận 2 anh em, trận 2. Nói chung là trận hồi nãy Indra nó làm hết rồi. Không sao, nếu như làm được thì làm, nãy trận này tiếp tục, nếu như con Indra nó gánh được thì mình sẽ làm chủ đề video về sức mạnh của Indra luôn nha anh em. Đấy. Vậy cho nó chuẩn. Cái gì? Ủa? Ủa sao sao không ai qua giành cái con này hết trơn vậy ta? Sao ngày hôm nay team nó hiền thế nhỉ? Úi giời, team nó gặp mình nó cũng không bay lên nó bắn luôn kìa. Úi giời, vậy là team này không có tiền rồi anh em ạ. Đấy, gặp mình mấy cái thằng mà nó lấy tiền nè người thì giờ này dám nó càng qua tới nhà mình rồi. Đấy thôi kệ không sao, lâu lâu gặp cái team dễ thở thì mình dễ làm video hơn thôi. Ê, hello bạn. Ui, con đĩ đi meter đó. Dạ, à nó cứu con Siren hồi nãy, nếu không là mày chết mày với tao rồi. Ây da. Dạ, mấy cái thanh niên này. Đó, lâu lâu cứ vậy này mà cái nhóm chat mình thì có một chai thanh niên hoạt động rất là tích cực nha. Đấy. Nhưng mình cũng không ủng hộ cái sự đó đâu, tại mỗi người mỗi việc, mấy thanh niên rảnh quá thì cứ rảnh quá thì kiếm việc khác mà làm. Đấy. Đấy, đúng lúc mình quay video thì mình cũng không thích mấy cái tin nhắn tào lao nha. Úi trời, ui bên này đông thế nha, từ từ qua đây chơi cái đã. Ui chạy nhanh lắm anh em, con Lin này MK2 là tốc độ gốc của nó là 70 km/h nha, nó chạy rất là nhanh luôn nha. Ui, té 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 té, ui một cạp luôn nha. Sao? Ui trời, sao mày cản đường tao vậy trời ơi. Dạ, mấy thanh niên đồng đội này nó chơi hay thật này mà, nó biết đường nó cản hay ghê luôn á, biết cách nó cản đường hay ghê luôn á. Đó đó, nữa 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 đấy, đang chơi mà hỏi ok. Ê, ôi trời ơi không ăn được. Thanh niên đó, thanh niên à, con Raven đó nó cầm loa đây mà nó thuộc cái ban đầu luôn mà. Thanh niên nó người Thái Lan à, tên cái thằng kia nó canh mình nữa sao ấy. Hello, ui con Hades, ui con Hades khó giết nha. Chạy 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 chạy, ai da da, sao lại dướng cái tường nha. Ừ hay, hay được được, vẫn còn sống, vẫn còn sống, không chơi được. Cái thằng đó nó bật thiên tím rồi nè, nó không bật à, bật thiên tím chưa. Ôi mày mày đi gì? Ôi khoan 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 khoan, ôi mày đi thì tao giành cái trụ. Úi giời, rồi rồi hình như nó thấy mình rồi này mà. Thôi da. Thôi được không sao, mày thích chơi chọt đúng không, mày thích chọt tao cái gì. Được rồi, lại đây tao mày solo chọt nè, thằng này chết trước à, tính nha. Đấy. Đây là trận chiếm cứ nha anh em, cho nên không gọi được ở ngay cái trụ chiếm được, cho nên là thời gian nó cũng khá là giãn, nó không không khó đâu. Sao 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 sao, cái gì thêm mày nữa ha. Rồi tiếp đi bạn, giành cái trụ này trước đã rồi bật skill. Sao 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 sao, ấy máu vẫn còn đầy cơ mà, đùa. Con Hades này nó không biết là cái này chọc xuyên thiên tím này mà. Ấy, bây giờ chạy thì còn kịp nữa không? Ui, vẫn còn sống á. Chết này con trai. Mày tưởng mày có thiên tím là mày sống hả con? Đâu có dễ vậy. Chứ nó đang tưởng là mình hack đây này mà. Mấy thanh niên không biết đó, cứ bật thiên tím lên mà đứng trước mặt cái phóng lao thì thôi rồi rồi. Thôi rồi rồi bạn ơi. Con Henry này hình như nó nhận ra nó chơi không lại hay sao, nó chơi núp rồi. Ừ không sao, tao nhây với mày tới chiều luôn cũng được nữa, mày cứ nhây đi, cái trụ giữa này cũng nằm đây thôi à, đâu đi đâu được đúng không. Đó, trong cái đó thì team mình đang giành bên cái trụ bên kia rồi, không sao được. Úi trời ơi, ở đâu ra vậy mẹ. À rồi nãy mình giết nó cây mình em. Rồi kiểu này nó tới nó kiếm mình rồi, ấy da không sao, tao liều với mày luôn. Đấy, khi mà có con luchador tăng rồi là team bên kia nó có thằng đánh lén này, này mà đánh, nó chọt từ sau lưng mình đây nè. Đấy thấy không. Ui trời ơi, cảm ơn anh nha. Ui trời ơi, cảm ơn anh nha. Anh ủi em đi xa thế nha. Ui con Lin này nó cầm bít à, run bít à. Khó chịu đấy. Đấy.
mày chỉ biết đánh lén thôi, mày ngon mày solo tay đôi với tao nè hả? Đấy, biết chạy không à, biết đánh lén xong rồi chạy không à, làm được cái gì nữa không? Sao thêm thằng đánh lén nữa hả? Lại đây luôn, lại đây luôn. Úi xời, lại thêm thằng nữa à? Sao úi ui sao chết lẹ thế nha? À rồi 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 rồi, hiểu rồi hiểu rồi. Con Cucha đo đó xài kỹ năng đúng không? Mày nè, mày thích chơi với tao đúng không? Mày chơi hả mày? Xong in ra của anh tới, chúng sinh bình đẳng hết. Đấy 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 đấy, bây giờ tao cho chúng sinh bình đẳng hết nè. Sao thằng nào ra đây, thằng nào ra đây? Ừ đúng rồi, dành cái trụ đi bạn, tôi đi qua nghĩa tôi phụ cho. Úi trời, tôi Titan nó chết rồi. Ấy da à, Murumet cho mày chết nè, Murumet nè chết nè. Sao sao còn nào nữa? À, Lin, cái thằng này nãy giờ đánh lén mình rồi nè, cho nó biết thế nào là lễ độ. Sao núp đi, mày núp đi. Ừ mày chạy hả mày? Từ đợi tao ra tới đi rồi thấy cái cảnh nha, tấn công qua tới nhà nó luôn rồi, không có đợi chờ nữa mệt. Đấy, nãy giờ mày thích đánh lén tao cái gì? Được rồi, đánh lén tao nè. Wow, này trời, còn có nửa triệu máu thôi nha anh em, nhưng mà vẫn chơi được nha. Nạp tàu một cái thôi là tới một chuyện này. À, qua bên này phụ cái đó này có vẻ vui nè. Đó, đúng rồi, team dành trụ khá là ổn đấy. Đó, ui trời ơi, bạn ơi, chào bạn. Bạn bắn con cái đó hả? Để tôi bắn bạn nha. Đấy, sao? Tiếp. Rồi, ok, có tàu rồi kìa. Đấy, có tàu lên là đẹp trai nấy. Ui, 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 serious. Được, miếng mồi béo bở rồi nè, nó đang đứng ở khá gần nữa. Cái gì? Mày bắn ai vậy? Mày thả pháo mày bắn ai vậy? Mày biết tao là ai không? Thấy sao? Một băng thôi, chưa tới một băng nữa đi rồi. Tôi tạm biệt bạn luôn. Úi trời ơi, cái gì đây? Úi trời ơi, Ares luôn. Đấy, ừ, tao chưa có bắn mày mà vào khiên sớm nha. Úi trời ơi, biết chơi Ares không bạn Hiền? Mày chưa kịp bay nữa, mày thích bay với tao à? Nè, hết khiên là mày lỏ mày liền rồi. Nè 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 nè, hết khiên là đi, đùa với tao hả mày? Sao? Ui thôi thôi thôi, pha này gãy rồi, pha này hết máu rồi. Dạ, hai thằng đó. Ừ không sao, nhây nhây một hồi đi, cái trụ win rồi anh em à. Trụ ngon rồi, cái trụ ngon rồi, và trụ ngon rồi. Câu giờ ở đây tí. Đỉ liền này không biết giết được đâu. Bây giờ. Không được. À cái kỹ năng của con Lin nãy nó giết mình như vậy đúng rồi. À, gì thấy còn miếng máu nó xử nó đi cả ếch. Đúng là mấy cái thằng này nó chỉ biết chơi đánh lén thôi. Ui ui, tem đừng để nó giành trụ lại nha. À không sao nè, cái khúc này là thời gian nó chạy nhanh rồi. Đấy, ngon lành lụm kiếp. Ok. À, ngay trận nha. Đấy. À, nhà đây cũng để thực nghiệm cho anh em thấy là cái xưởng của mình là cũng không phải quá mạnh đâu, nhưng mà con Inra là nó gánh hết đấy. Ok anh em ạ. Rồi. Ok. À, clip của mình tới đây kết thúc nha. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo.